Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hướng đầu tư của VinFast sai ngay từ khi thành lập. Ngày 9 tháng 2, Facebook cá nhân của nhà báo Kim Vạn Chính có bài Tại sao tôi phê phán VinFast ngay từ khi thành lập cho đến nay? Tác giả cho biết, ngay từ năm 2017, khi VinFast bắt đầu thành lập và tuyên bố chương trình phát triển, tác giả đã viết bài phê bình và nhận định là công ty này không thể sống lâu nếu đi theo hướng sản xuất ô tô cạnh tranh quốc tế. Đến nay, sau 6 năm hoạt động, VinFast đã trở thành một công ty khổng lồ về vốn đầu tư và quy mô hoạt động bán hàng, nhưng cửa ngõ đến phá sản lại càng gần hơn bao giờ hết. Tác giả nhắc đến các bình luận phê phán tác giả, cho ông là ghen tị mà phê phán VinFast. Và đây là hình xấy tệch trên Facebook cá nhân Kim Vạn Chính. Hàng ôi, đọc những dòng bình luận đó làm tác giả rất buồn rầu. Buồn cho một nhóm người không nhỏ ở Việt Nam, sao còn tâm tối về tư duy và thiếu phương pháp tiếp cận nhìn nhận các vấn đề và con người như vậy. Tác giả cho rằng, chuyện ông làm giáo viên và không chọn nghề kinh doanh là do cuộc sống, đam mê và sở thích của ông. Càng làm giáo viên, chuyên dạy về quản trị kinh doanh, chính trị học, càng có quyền phản biện, nhận xét, đánh giá, phê phán các nhà kinh doanh. Những người làm tấm gương thành đạt trong kinh doanh và có đạo đức kinh doanh kiểu mẫu như Bill Gates, Buffett, Musk, Sơn Hà, Bạch Thái Bưởi tác giả đều nghiên cứu và đưa vào bài giảng như những trường hợp nghiên cứu điển hình. ngược lại những gương phản diện sai lầm trong kinh doanh tùy khía cạnh đó là chiến lược kinh doanh, phương pháp kinh doanh hay đạo đức kinh doanh mà mình sắp xếp làm các nghiên cứu cho học sinh. và đây là hình ô tô vinfast. và dù tác giả làm giáo viên nhưng cũng có mấy năm trời phụ trách một cơ sở có chức năng kinh doanh của nhà nước. đối với ngành ô tô tác giả cũng đã có cơ hội tham quan bốn nhà máy sản xuất của Ford, Toyota, Nissan, BMW ở Nhật và ở Đức. Đủ để tác giả hiểu về những vấn đề mà ông giảng bài khi có liên hệ đến ngành ô tô. Tác giả cho hay lý do tác giả nhận định được VinFast sẽ phá sản nếu cạnh tranh từ năm 2017 vì tác giả nhận thấy một công ty khởi nghiệp nếu gia nhập ngành ô tô lúc sản phẩm đã vượt qua đỉnh phát triển thì không thể tồn tại được. Mà xe xăng đã không còn là xu hướng nữa, nghĩa là đã vượt đỉnh các ông lớn ô tô đều đang hướng đến xe điện hoặc xe hybrid. Tác giả dẫn một điểm tựa nữa khi nghiên cứu trường hợp của VinFast, đó là điểm hòa vốn ngắn hạn và chi phí sản xuất bình quân dài hạn của ngành ô tô rất thách thức đối với các công ty khởi nghiệp. Nói thì rất dài dòng và hơi trừu tượng, nhưng tác giả tóm lại là ngành ô tô cá nhân, nó có điểm hòa vốn cạnh tranh dài hạn ở mức rất cao về sản lượng. Và đây là hình lễ xuất khẩu xe VinFast hoành tráng vào cuối năm 2022. Hồi đầu thế kỷ 20 là một triệu xe cho một năm, cuối thế kỷ 20 trở đi, người ta tìm mọi mánh khóe để cá biệt hóa sản phẩm của mình, tạo các hàng rào kỹ thuật này nọ để giảm áp lực cạnh tranh, tăng tính độc quyền, nhưng sản lượng cạnh tranh hòa vốn vẫn phải ở mức trên 400.000 xe cho một năm. Tác giả giải thích, điều đó có nghĩa là một công ty sản xuất xe hơi bắt buộc phải đạt sản lượng toàn cầu, bán được xe, là hơn 400.000 chiếc cho một năm. Trong vòng 3 năm tham gia thị trường mà không đạt mức đó thì bị thị trường giết chết. Tác giả nhận định Vin không có đủ điều kiện để có thị trường riêng cho mình. Hiện nay may ra thì có mạng sản xuất xe bus cho nội địa. Cạnh tranh quốc tế thì không có cách nào để một công ty mới khởi nghiệp như VinFast bán được 400.000 chiếc xe cho một năm. Tác giả kết luận, nó chết là tất yếu, đó là lý thuyết kinh doanh nó bảo vệ kẻ ngông cuồng như ông vượng hoặc ngu si không biết nghe lời khuyên đúng chạy theo những tư vấn tào lao thì để công ty chết là điều tất yếu quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của kim vũ với bản tin hướng đầu tư của vinfast sai ngay từ khi thành lập xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời các bạn xem bản tin. Thêm người Việt bị bắt ở Nhật vì trộm cắp. Ngày 8 tháng 2, VOA tiếng Việt loan tin Nhật Bản bắt giam 4 người Việt vì trộm quần áo ở cửa hàng Uniqlo. Theo đó, 4 công dân Việt Nam bị bắt và bị giải đến cơ quan công tố ở Nhật Bản do thực hiện hành vi trộm cắp kéo dài tại cửa hiệu Uniqlo và các cửa hàng quần áo khác trên khắp nước Nhật. Truyền thông nước này dẫn nguồn từ cảnh sát tỉnh Fukuoka cho biết ngày 6 tháng 2. VOA cho biết, bốn nghi phạm người Việt khai với cảnh sát rằng họ đến Nhật để trộm quần áo rồi đem về nước bán thông qua một ứng dụng trên mạng xã hội. Và đây là hình bản tin trên VOA. VOA dẫn trang Asihi Shimbun tường thuật rằng nhóm này do một phụ nữ ở độ tuổi 40 chỉ đạo và nữ nghi phạm này hiện vẫn còn ở Việt Nam, bị cáo buộc là đóng vai trò chỉ huy một đường dây trộm cắp và tuồn hàng về nước. VOA tiếp tục dẫn trang Kyodo News cho biết, bốn người nêu trên, gồm hai người đàn ông và hai phụ nữ, ở độ tuổi 30 và 40, bị truy tố tội trộm cắp, đã nhập cảnh vào Nhật từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023, với tư cách là nhân viên của một công ty do người phụ nữ nói trên làm chủ. Theo VOA, cảnh sát xác định Nhóm này đã thực hiện tổng cộng 66 vụ trộm tương tự trong 5 năm, kể từ tháng 12 năm 2018 tại 8 quận trải dài ở Fukuoka, Tokyo và vùng Kansai. Tổng cộng có hơn 5.000 món đồ, hơn với tổng giá trị 19 triệu yên là khoảng 135.000 đô la được cho là đã bị đánh cắp. Trong số 66 vụ, cảnh sát đã chuyển 3 vụ cho cơ quan công tố theo trang Asahi Shimbun. Và đây là hình biển cảnh báo trộm cắp. Bằng song ngữ, Việt Nhật tại một cửa hàng ở Nhật. Vẫn theo VOA, bốn nghi phạm được cho là đã thuê căn hộ Minpaku, một dạng Airbnb khi lưu trú tại Nhật, di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác để trộm cắp tại nhiều địa điểm, cửa hàng Yuriko khác nhau. Cảnh sát tỉnh Fukuoka, nơi bắt giữ bốn đối tượng, cũng đã có lệnh bắt giữ người phụ nữ ở độ tuổi 40 sống ở Việt Nam, vì nghi ngờ rằng người này chỉ đạo cho bốn nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp VOA cho biết thêm, vào tháng 12 năm 2018, một nhóm 4 người mang quốc tịch Việt Nam bị bắt và phạt tù về tội ăn cắp quần áo thời trang Uniqlo từ nhiều cửa hàng tại nhiều trung tâm mua sắm ở Singapore giá trị ước lượng lên tới 45.000 đô la Singapore, tương đương với 32.000 đô la Mỹ. Khi đó, Tòa án Singapore nói rằng những người Việt này đã lên kế hoạch với Singapore để đánh cắp hàng hiệu bởi vì họ không cần thị thực để đi du lịch ở đây hiện tượng người Việt ăn cắp hàng hiệu ở nước ngoài, đặc biệt ở Nhật Bản, Singapore, phổ biến trong thời gian qua, dẫn đến nhiều bình luận trong cộng đồng mạng rằng họ thấy vừa phẫn nộ vừa xấu hổ. Và đây là hình tăng vật do cảnh sát Hyogo bắt giữ năm 2021. Vào tháng 4 năm 2021, hai cụ thực tập sinh Việt Nam bị cảnh sát tỉnh Hyogo, Nhật Bản bắt giữ với cáo buộc thực hiện hơn 100 vụ trộm cắp thuốc, đồ dùng thiết yếu và thực phẩm chức năng tại các hiệu thuốc ở 8 tỉnh suốt 7 tháng. Kể từ tháng 3 năm 2020, trị giá lên đến 3,2 triệu yên, gần 30.000 đô la. Trước đó, vào tháng 10 năm 2019, cảnh sát tỉnh Nara, Nhật Bản, cho biết họ bắt giữ 7 công dân Việt Nam vì tội trộm thực phẩm chức năng cùng mỹ phẩm, sau đó bán lại ở Việt Nam. Bằng nhóm này do một người đàn ông 37 tuổi cầm đầu đã thực hiện một đã thực hiện 247 vụ trộm cắp các mặt hàng tại các nhà thuốc và cửa hàng bán đồ thể thao trong ít nhất 18 tỉnh từ tháng Giêng năm 2015 đến tháng 2 năm 2019. Tổng giá trị của các sản phẩm đánh cắp ước tính là 24,5 triệu yên, là khoảng 5,2 tỷ đồng. Cảnh sát cho biết 7 nghi phạm trên đến Nhật Bản với tư cách là sinh viên thuộc các chương trình trao đổi sinh viên hoặc nằm trong chương trình đào tạo lao động nước ngoài. Xa hơn đầu năm 2014, một nữ tiếp viên hàng không người Việt bị cảnh sát Nhật bắt giữ vì tiêu thụ hàng trộm cắp. Nữ tiếp viên này đã đem lô hàng lậu trị giá 3 triệu yên lên máy bay. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thêm người Việt bị bắt ở Nhật vì trộm cắp. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.